Có phải hôm đầu tiên em trao đổi với chị là công ty em vừa có thương mại nữa phải không? Vâng ạ, có cả thương mại ấy. Thế thì bây giờ chị sẽ đính chính một chút nhá. Ở cái phần thương mại ấy, thì bây giờ mình sẽ vào danh mục Vâng. này. Ý của chị là bây giờ mình vào danh mục tài khoản, hệ thống tài khoản đây. Em Dạ. xem này, là cái 511 nhá. Bao giờ ấy, nó cũng sẽ Vâng. trong visa đã up sẵn cho em rồi. Vâng. 5111 là hàng hóa, hai là dành cho công ty sản xuất, đó là sản phẩm, ba là công ty dịch vụ săn lấp như bên mình, được chưa? Tuy nhiên là bên mình còn có thương mại nữa. Ở trong phần này có 632 này, nó là giá vốn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thêm, chị sẽ thêm 6323 trước, bởi vì lúc nãy mấy cái dịch vụ mà chị đã tạo ấy là chị đã để 632, thì bây giờ mình sẽ ưu tiên cái này trước nhá. Đúng. Nghĩa là nó sẽ chuyển toàn bộ 632 về 632 đấy. Đấy là kinh nghiệm làm nhá. Ví dụ là mình chuyển cái gì Tức là tách giá mà vốn từng mảng một đấy. đúng rồi, hàng hóa này. Bên em chỉ có hai cái thẻ đấy thôi, một và ba thôi, được chưa? Thế thì cái phần bán hàng thì chắc là không cần hướng dẫn đúng không? Vào bán hàng này, nói qua nhá, chứng từ bán hàng. Ở đây khác với dịch vụ là phải bấm vào chữ kiêm phiếu xuất kho, được chưa? Và vẫn chọn thông tin khách hàng các kiểu, và em sẽ chọn những cái hàng hóa ấy mà em bán ra, cái số lượng đơn giá thành tiền ra, sang thuế này, được chưa? Xong rồi đánh cho chị số hóa đơn vào ấy và cất. Cái phần bán hàng thì nó dễ, và em sẽ làm, có gì không hiểu thì hỏi chị, được chưa? Ừ, bây giờ chị sẽ quay sang hướng dẫn cho em các cái tài sản cố định nhá, đầu vào. Để nói về các cái mối quan hệ về tài sản cố định này, thì thứ nhất chị thấy em gửi cho chị là Em mua ô tô đấy, em mua ô tô tải đấy. bao tiền nhỉ, hóa đơn có phải hóa đơn mờ mờ đấy không, Đúng rồi, mờ mờ cuối cùng ấy ạ, 359 triệu đấy. 359 triệu rồi, ô tô Đấy, tải. xe chở các máy công trình đấy chị, xe xe đầu kéo đấy. Xe đầu kéo để trẻ chở các cái máy đi săn lấp đúng không? Vâng. Rồi, ok em. Tức là tóm lại là nó cũng là chi phí chung để tạo ra cái giá Doanh thành thu. doanh thu dịch vụ săn lấp. Thế bây giờ Vâng. em vào cho chị như này nhá, chị hướng dẫn một Vâng. cái, sau đó em sẽ làm tương tự. Dạ. Em vào phân hệ mua hàng, chọn chứng Vâng. từ mua hàng, chọn cho chị là mục hai nhỏ, mua hàng trong nước không qua kho. Ở đây nó sẽ có ba bốn mục, một là mua hàng trong nước nhập kho đối với vật tư hàng hóa. À, Vâng. để nối nếu mà đối với vật tư hàng hóa mà nhập khẩu ấy thì mình sẽ chọn dòng thứ ba. Còn Dạ. nếu mà mua mua hàng hóa trong nước mà không qua kho ấy, Dạ. ở Vâng. ở đây nói chung là về tài sản cố định thì chị sẽ chọn mục 2, mua hàng trong nước không qua kho. Em nhập cho chị Ok thông tin nhà cung cấp này, ngày tháng ngày chứng từ này, giúp chị đi, và số hóa đơn giúp chị đi để chị làm tiếp. ạ. Ok. Vâng. Nếu chưa có từ từ, không cần phải ra ngoài đâu. Thứ nhất, như chị nói với em ấy, là cái Vâng. đối tượng nhà cung cấp và khách hàng là em sẽ phải khai báo mã số thuế cho chị. Em hiểu chưa? Hiểu không? Vì sao? Bởi vì khi mà em vào phần mua hàng này này, em sẽ đánh đánh cho chị năm cái số đuôi ấy của mã số thuế vào đây. Nếu có thì nó sẽ lên, và không bao giờ em bị trùng thông tin của nhà cung Thế cấp. à, đấy là mẹ mà chị. Đúng rồi, nếu không là em sẽ hay bị trùng nhà cung cấp, em hiểu chưa? Đúng rồi, vâng. Thế cái này em sẽ bổ Như sung sau chị. em bị nhập mà em đang bị nhầm, không biết là An Linh hay Anh Linh, nhưng trên hóa đơn là Anh Linh. Thì tại vì hôm trước em nhập cái phân hệ ngân hàng này nè, là em nhập trước, nó chưa có mã số thuế, em đi tắt ấy. Thế đâm Không ra sao, là bây giờ thế này, em tạm thời em cứ nhập cho chị cái thông tin đúng đi, rồi chị sẽ dạy cho em gộp mã, gộp hai cái mã đấy vào một mã, em hiểu chưa? à Và rồi đồng ạ. thời em sẽ, khi nào em rảnh em sẽ quay lại đánh mã số thuế của tất cả các thông tin kia, thì sau này Dạ em sẽ khống chế cái vấn đề em làm sai công nợ nhá. vâng ạ. Vâng. Rồi bây giờ quay lại vấn đề của Đây. mình đang làm. Đây. Vâng. Bấm vào dấu nếu chưa có đúng không, chưa có đúng không, hoặc là ta nghi Đây ngờ này, chính sai. là công ty này này chị này, chính là công ty này rồi. Ok, thế thì em chọn luôn công ty này đây, tí là mình sửa sau, sửa Vâng. thông tin bên ngoài sau. Rồi thực ra trong cái visa thì em chả cần phải đánh mẫu số hóa đơn và ký hiệu số hóa đơn đâu, em À thế chỉ cần ạ. đánh cho Vâng. chị số hóa đơn để nó lên sổ sách là được rồi nhá. Đánh số hóa đơn thôi đúng không chị? Đúng rồi, thì sao, thế quay lại chứng từ ghi nợ đấy nhá, quay lại chứng từ Vâng. ghi nợ này. Vâng. Ở dòng một Ok. nhỏ hàng tiền này, em có thể ghi cho chị một cái vấn đề, đó là như những cái dịch vụ bán ra thì chị chỉ cần tạo một lần thôi nhá,
Vâng. Nhưng mà riêng tài sản và công cụ ấy thì mỗi một tài sản ở một hóa đơn khác nhau thì chị đều khai một cái mã khác nhau và luôn luôn có ký hiệu là TS là tài sản. Okay. Vâng. Ô tô thì chị hay để theo biển số xe. Đây. Vâng. Ô tô gắn biển số xe vào. Tên. Xe là lúc mình đăng ký rồi đúng không chị? Đúng rồi. Còn nếu mà tạm thời chưa có thì em có thể đánh số hóa đơn bên cạnh cũng được. Để ví dụ như mình công ty về vận tải thì rất nhiều ô tô khác nhau ấy. Thì sau này mình sẽ nhìn. Em nhớ bằng biển số xe ấy. Đúng, em muốn theo cách nào cũng được, theo hóa đơn hay theo biển số xe. Vâng, đấy ạ. Điền vào đây. Rồi, tên ở đây, đánh vào. Xe ô tô ạ. Ở đây tính chất là dịch vụ nhá. Tính chất là dịch vụ này. Em tưởng nó là hàng hóa nhỉ? À không, em ạ, đấy. Vấn đề chỗ là nhiều khi mình nghĩ là mình làm đúng nhưng mà đâu có đúng đâu, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Em hay bị phân biệt những chỗ này là em hay bị chị giải thích cho em nhá. Trong trong phần mềm nào cũng thế thôi, nó sẽ có một cái phân hệ riêng để khai báo này. Thứ nhất này, hàng hóa này, vật tư này, dịch vụ này, thành phẩm này. Hàng hóa thì những cái gọi là mua về để bán thì ta đều chọn là chung nó là vật tư hàng hóa, được chưa? Nhưng nhóm ta sẽ chọn là HH, thấy chưa? Nếu nếu như nó là thành phẩm thì ta vẫn chọn là vật tư hàng hóa. Nếu là nguyên vật liệu thì ta vẫn chọn là vật tư hàng hóa, nhưng nhóm ta phải chọn là nguyên vật liệu. Nếu là nhập kho thì bắt buộc em phải chọn nhóm. Đấy, nhớ chưa? Có thể ghi cái đấy ra này. Hoặc nếu là thành phẩm thì ở đây em phải chọn nó là thành phẩm. Đó, nhưng nhóm tương ứng cũng phải chọn là thành phẩm. Đó. Nó khác nhau nhá. Nhưng tại sao cái tài sản cố định lại không phải là vật tư, cũng không phải là hàng hóa? Bởi vì đâu có nhập kho đâu, đúng không? Nó không hề nhập kho, cho nên mình sẽ chọn nó là dịch vụ. Và đã là dịch vụ, nếu như mà chọn là chỉ là diễn giải thì em, nếu như trường hợp đấy em không, đúng là em còn không gọi chọn dịch vụ, em chỉ ghi này thôi, chỉ là diễn giải rồi đấy. Chỉ là diễn giải cũng được, nhưng mà chị thích làm dịch vụ hơn. Vì sao? Bởi vì khi làm dịch vụ thì nó sẽ gắn liền với tài khoản chi phí, cho nên chị sẽ chọn luôn tài khoản ở đây là phương tiện vận tải đây và thuế suất là 10% đây. Hiểu chưa? Em hiểu. Như vậy thì nó sẽ tự định khoản cho mình mà mình không phải ngồi mà lại nhặt lại những cái thông tin này lên đây, hiểu chưa? Ok. Bắt đầu đánh số lượng đơn giá thành tiền thuế và kiểm tra lại thông tin. Rồi em bấm cất cho chị để chị dạy bước 2. Vâng. Ôi làm nào để em giữ được cái mà chị dạy. Thứ nhất là khi học đến đâu thì mình cố hiểu đến đấy. Thứ nhất. Thứ hai là sau khi chị dạy xong thì em phải làm lại. Và em sẽ tự lấy bút giấy ra để em ghi các bước. Được chưa? Thứ ba là chị cũng đang soạn cho học viên một cái chương trình là trên các cái hình ảnh. Đồng thời là chị sẽ làm xong thì chị sẽ gửi cho các bạn. Với lại cái thứ hai nữa là nói chung là không có cái gì bằng bản thân mình tự làm, tự rút ra kinh nghiệm, tự nhớ. Chính còn giáo viên ra, chị giáo viên sẽ là người định hướng những cái đúng, đúng không? Vâng ạ. Sửa những cái sai thành cái đúng. Còn cái kinh nghiệm này là kể cả chị có ghi cho em, có đọc cho em như thế này đúng không, thì em mà không làm thì em cũng sẽ quên. Nhất trí quan điểm đấy không? Nhất trí ạ. Còn nói thật là khi học theo cái hình thức của bên chị mà học viên không làm được nữa thì không có cách nào để học kế toán. Đấy là chị khẳng định. Đúng không? Đúng vậy ạ. Học trên một kèm một lại còn học ở trên ngay bản thân chứng từ của các bạn mà lại học đúng chuyên môn, chuyên sâu, đúng giáo viên. Mà chẳng học được nữa thì thôi nhỉ? Ừ thì thôi bỏ nghề nhá. Chị không còn cách nào khác đâu. Ok, bước thứ nhất mà đến mỗi bước chị phân tích rất kỹ. Bước thứ hai này. Đây. Bước này là vì sao đây này? Vào nghiệp vụ này, tức là bước ghi tăng tài sản đấy. Nghe chưa? Vâng ạ. Vâng. Phải có bước này thì mới tính khấu hao được. Đúng okay không? Nghiệp vụ này ghi tăng. Thế khi phần ghi tăng này thì nó cũng có những cái hay riêng ở chỗ là ở phần công cụ thì nó sẽ có ghi tăng hàng loạt cho em để lấy luôn cái phân hệ mua hàng không qua kho lên. Nhưng mà đối với tài sản cố định thì Misa chị không thấy làm điều đó, mà chị thấy họ đang bắt mình phải ghi tăng thông thường. Thì ghi tăng thông thường này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà chị sẽ bỏ qua bước 5 và bước 6 vì nó không cần thiết. Và mình sẽ đi 1, 2, 3, 4 bước. Tuy nhiên cái bước 4 này chị ưu tiên làm trước. Vì sao? Vì này, chị sẽ chọn cái nguồn gốc hình thành của cái tài sản cố định lên. Để ví dụ như em không có hóa đơn ở đấy ấy, hay là mình có thể tổng hợp theo kiểu là cái hóa đơn này có nộp lệ phí trước bạ không em? Không thấy có chứng từ nộp phí trước bạ. Rồi, thế nhưng mà có những cái ô tô ấy nó còn sẽ có lệ phí trước bạ. Và lúc mà lệ phí trước bạ thì chị lưu ý em là em sẽ vào chứng từ nghiệp vụ khác. Em vẫn hạch toán là N2113.
có tôi phải chọn 111, nghe chưa? Đấy, sau đó mình sẽ chọn đây. Thứ nhất, ở cái phần lệ phí trước bạ kia thì em chỉ định khoản nợ 211, có tài khoản 111 chẳng hạn. Thì em sẽ, khi mà em lấy cái bước 4 này lên thì mình sẽ nhìn cái tổng tiền của mình ở đây này, nhằm mục đích là mình lấy cái số tổng này mình đưa sang cái bước 1 này, em hiểu chưa? Đó, thế thì đây, và đồng thời chị cũng nhìn luôn cái ngày của nó là ngày 28 tháng 3 2017. Thì đây sẽ là 28/3/2017. Mã tài sản thì em lưu ý này, ở bên mua hàng không qua kho mình đã tạo rồi, nhưng bên này mình lại đành tạo lại một lần nữa, giống như ở bên kia. Giống cũng được, mà khác khác một tí không sao, không cần phải y chang, em hiểu chưa? Nhá. Rồi em làm cho chị nào. Mã này, tên này, loại tài sản nào. Mình phải chọn là bộ phận san lấp. Còn tất cả các thông tin khác không có sao, mình không cần chọn nhá. Hai nhỏ này, thông tin khấu hao thì khi mà em đã chọn cái loại ở bên này này, đây, cái loại tài sản này, thì đương nhiên cái thông tin khấu hao nó sẽ tự động cập nhật cho em là nguyên giá là như thế nào, cái hành khoản khấu hao là thế nào, được chưa? Thế nguyên giá là giá trị trước thuế thì đương nhiên sang 4 để nhìn, 359 rồi. Đương nhiên là cái chỗ thời gian này mình sẽ bấm sang tháng. Với cái tài sản này thì đấy, 5 cho đến 10 năm. Tuy nhiên cái này khá giá trị của nó cũng không phải là cao. Em để cho chị khoảng tầm 60 tháng hoặc 72 tháng. Cho 72 tháng đi. 72 tháng. Rồi. Nhưng mà máy này đến 2019 là em lại bán rồi à? 2019 em bán à? Xuất hóa đơn là 220 triệu cả thuế ạ. Bán vào ngày 28/3/2019. À, thôi được rồi, thế để chị tính. Vâng, vâng. Mình làm lại cả 28 mà. Đúng rồi. Rồi, ngày mua là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày mua là 28/3/2017. Tức là qua 2 năm sử dụng đúng không? Vâng. Trời, 2 năm thì nó cũng dễ. Ý của chị là chị đưa ra cái giá trị còn lại nó phải không khớp tí. Còn 215 em bán bao nhiêu? Em bán 200 triệu trước thuế ạ. Mấy? 200 triệu. 200 triệu trước thuế. Được, phù hợp nhá. 200 triệu tức là em nên để ở đây là 60 tháng thôi, chứ không để 72 tháng. Bởi vì giá trị còn lại của nó là bằng 215 triệu ấy, thì mình bán 200 triệu là phù hợp. Nhưng mà nếu ở đây chị để là 72 tháng. Đấy, thì giá trị còn lại của nó lại còn 239 triệu. Mà trong khi đó mình bán 200 triệu ấy. Nhưng mà mình so là so giá sau thuế hay trước thuế hả chị? Giá này, giá còn giá lại này là giá trước thuế. Tất cả đều giá trước thuế, lấy nguyên giá trước thuế này, trừ đi giá trị khấu hao lũy kế này, thì bằng giá trị còn lại này. Giá trị còn lại này nó sẽ khớp với cái giá trị mà mình xuất hóa đơn thanh lý ấy, thì sẽ là tuyệt vời nhất, nghe chưa? Chính vì thế là khi mình làm ngược làm hay là làm đi thì mình cũng phải có một cái sự tính toán ấy. Có nghĩa là cái nhưng này mà nó vẫn hơn so với giá trị trước thuế mà em lấy đúng không? Vẫn chấp nhận được, hơn có 15 triệu, còn hơn là em hơn nhiều à? Thế, đúng không? Thế em hỏi chị tí là khi mà ví dụ như nếu như mà công ty mình bán máy ạ, thì nếu như mình biết được giá trị còn lại tại thời điểm bán máy thì mình sẽ xuất hóa đơn mình bán là bán thấp hơn so với giá trị còn lại đúng không chị? Bán bằng hoặc bán thấp hơn một chút đều được. Vâng. Khấu hao giá trị còn lại của em là 215. Nhưng em sẽ phải làm các cái biên bản liên quan ấy là trên làm có cái biên bản mà nghiệm thu cũng như đánh giá lại tài sản của mình ấy, khớp với cái hóa đơn thanh lý của em ấy, chứ không phải là khớp với cái giá trị khấu hao đâu. Nếu mà khớp với giá trị khấu hao thì lại xuất bổ sung thêm doanh thu ấy, bổ sung thêm VAT đầu ra, nghe chưa? Nên là đối với những cái mà đầu mình không có sự liên quan về sau ấy, thì mình có thể áp dụng trong cái khung phụ lục 1 thông tư 45 ấy. Còn những cái mà liên quan thì mình cần phải tính toán một chút. Em thấy hiểu ý của chị chưa? Rồi sang ba nhỏ thiết lập phân bổ này. Đến phần này nó cũng khá là quan trọng. Nếu như ở đây mà dùng cho bộ phận quản lý là ô tô của sếp đi ấy, thì coi như em không cần phải quan tâm nữa, mà phần mềm MISA ấy sẽ tự động đưa cho em theo 6424 theo thông tư 200. Em hiểu chưa? Nhưng mà cái này là máy thuộc bộ phận san lấp, có phải là 6274? Đúng rồi, 6274 sửa lại đi. Vâng. Bước này là bước thiết lập phân bổ này là 6274. Rồi. 4 bước nhá, nhớ chưa? Vâng ạ, nhớ ạ. Ghi tăng. Vâng. Rồi, đấy là bước 1 là mua hàng không qua kho, bước 2 là ghi tăng. Vâng ạ. Bây giờ ta đi vào công cụ. Công cụ của bên em thì bao gồm là lốp để gắn vào cái ô tô, mà ô tô để vận chuyển cái máy đấy ra công trình để san lấp, đúng không? Thì đâu nó cũng phải đưa vào giá thành ấy. Thì ta sẽ đi vào phần mua hàng này, chọn chứng từ mua hàng này,
nhá, chọn hai nhỏ. Chứng từ mua hàng trong nước không qua kho, rồi cũng chọn thông tin các kiểu của chị này. Để chị hướng dẫn như thế này xong rồi em làm nhá. Vâng. Bước này thì em cũng sẽ chọn click vào dấu cộng màu xanh này. Em chọn đây là công cụ này. Ví dụ như là lốp, đúng không? Lốp không được chẳng hạn này. Lốp gì đấy tí nữa em đánh điền vào. Tính chất như chị nói cũng phải là dịch vụ, đúng không? Vâng. Tài khoản chi phí là 242. Thuế suất là 10%. Rồi, sau đó em điền cho chị cái thông tin của cái lốp đấy trên hóa đơn vào đây đi. Đoạn này phải nhập rõ thông tin cái lốp hả chị? À đúng rồi, đương nhiên. Đấy là chị đang ví dụ ngắn gọn để em làm thêm thôi. Và đương nhiên mình sẽ nên là ghi rõ là lốp ô tô hay là gì ấy, nội dung trên hóa đơn cho nó rõ. Vâng. Còn tính chất là dịch vụ thì em hiểu rồi đúng không? Tài khoản chi phí là 242. Rồi, như vậy thôi, sau đó cất. Vâng. Rồi em điền cho chị thông tin của cái hóa đơn này đi. Rồi cất cho chị bước 1 nhé. Vâng. Cái này mình thanh toán tiền mặt thì thanh toán ngay chị nhỉ? Đúng rồi. Đây em chọn nhà cung cấp đi. Rồi chọn thanh toán ngay. Nhà cung cấp có chưa? Kể cả thanh toán tiền mặt vẫn phải tạo nhà cung cấp hả chị? Thì đúng rồi, đương nhiên. Đấy, số tiền có điền số lượng không chị Lam nhỉ? Không cần đâu em ạ. Không cần ạ. Vâng. Ok rồi chị ạ. Ừ, có thuế trước rồi đúng không? Vâng. Bước này thì nó cũng tương tự như là chị vừa giảng cho em về phần tài sản cố định nhá. Chỉ khó khác là qua 242 thôi. Bước 2 em vào nghiệp vụ này, công cụ dụng cụ này. Chọn này. À, cái tài sản cố định thì mình chọn ghi tăng. Nhưng công cụ thì em nên dùng cho chị thì cần ghi tăng công cụ dụng cụ hàng loạt này này. Nó hay hơn. Bởi vì mình chọn vào dấu chấm được cái, mình chọn cái phân hệ mua hàng không qua kho ấy. Mình chọn năm nay để cho thoáng, lấy dữ liệu lên đấy, mình chọn nó lên một cái. Nghĩa là mình không cần phải khai báo lại giống như bên tài sản cố định nữa, nó nhanh hơn đấy nhỉ. Ngày ghi tăng là ngày trên hóa đơn và số kỳ phân bổ ở đây thì cái lốp thì thường sử dụng được 6 tháng thôi hoặc là 3 tháng, đúng không? Để muốn phân bổ nhanh thì em để khoảng 3 tháng thôi. Đơn vị sử dụng cũng thế, chọn cho mình là chọn cho chị là bộ phận sang lớp, thiết lập ở đây sẽ là 6273. Được chưa? Hiểu rồi. Vâng. Ghi tăng ở đây. Và có bao nhiêu công cụ dụng cụ ấy, trong năm 17 này em cũng làm như thế. Có bao nhiêu cái tài sản cố định nhé, em làm xong thì chị dạy em các cái cân đối của phần công cụ và tài sản cố định nhá. Những cái này thì mình không cần phải nhập, vì bình thường em tưởng công cụ dụng cụ ví dụ như nó chung chung bàn ghế ấy, thì mình không cần, những cái thằng này cho 242 nên mình không cần ghi số lượng chi tiết đúng chị? Không cần đâu, đúng rồi, cứ bổ vào giá. Khi nào mình cần phải số lượng chị hả? Nhưng mà thực ra khi trên hóa đơn mua hàng không qua kho đấy, em nhập được số lượng cũng được nhá, nhập số lượng cho chị. Thế này nhá, lúc nãy nhẽ ra về cái số lượng lốp này em nên nhập vào. Em làm rồi thôi nhá, nhưng mà cái sau thì em nhập vào. Còn đối với những cái dịch vụ như là tiền thuê nhà thì nếu như em cũng có thể đánh là số sáng nhân số tiền thuê nhà của một tháng thì càng tốt, hiểu không? Vâng. Còn những cái gì ví dụ như mua văn phòng phẩm chẳng hạn, hiểu không? Có những cái hóa đơn như là mua văn phòng phẩm, thực chất nó là chi phí đấy, nhưng mình muốn bổ dàn trải ra, em mua với số lượng rất là lớn thì em đó là một cái trừu tượng, là ví dụ như là không phải là trừu tượng mà có cái số lượng nó lớn quá, nó lắt nhắt quá thì em sẽ tạo cho chị một cái mã là văn phòng phẩm. Em chỉ điền một cái mã một số lượng là một thôi, hiểu không? Và mình chia giá trị ra. Nhưng mà tính chất thì vẫn phải chọn dịch vụ như chị đúng không? Tất cả khai báo là giống nhau. Chỉ có điều là nếu mà những cái gì có số lượng sẵn trên hóa đơn thì em đánh vào. Nếu không thì em gom lại thành một cái mã dịch vụ việc thôi. Và mình bổ. Quan trọng nhất ở chỗ là ở chỗ phần ghi tăng ấy. Em bổ thôi, còn đâu có quan trọng ở chỗ mua hàng không có kho đâu nhá. Ok ạ. Còn đầu vào về vận chuyển ạ. Đúng. Thì hạch toán như nào? Bây giờ em chụp cho chị á. Chị giảng luôn này. Em vào phân hệ mua hàng đây này. Chọn chứng từ mua dịch vụ nhé. Vâng. Tạo cho chị nhà cung cấp đi. Vâng. Thế trước đây em học ở bên cái trung tâm đấy họ không dạy thêm những cái này à? Thực ra là họ không dạy cái này như kiểu trên chứng từ của em như chị đâu. Nhưng mà nói chung là những cách khai báo như chị khai báo là... Thực ra là cái cơ bản về visa thì cơ bản là em có biết, chị hiểu ý em không? Thế nhưng mà để mà chi tiết quá thì em cũng chưa nắm được đến phần là
kết chuyển lãi lỗ rồi phân bổ chi phí các thứ. Ừ, đúng rồi. Vâng. Với lại những, chị, những là cách khai chi tiết này cũng không, đúng không? Tối như là họ chỉ đi một cách gọi là tổng quát thôi, gọi là cách vào mua hàng bán hàng thôi, đúng không? Không, 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 vâng. À? Không đưa ra cho em cái giải pháp, mà trong khi đó lúc đầu em đến thì em cũng đề xuất như kiểu chị em mình đề cập nhau ấy. Đấy, thế nên là em bảo chả biết là như thế nào. Em cũng mới biết đến chị thôi, nhưng mong là chị em mình dạy được truyền nghề cho nhau thì thành cân quen đấy. Để mắc cái đâu hỏi, nhưng mà em cũng rất là cần người để khai sáng cho em. Không, đúng ra thì mức phí là chị cũng thấy trung tâm bảo, nhưng thực ra chị cũng chẳng quan trọng về đấy đâu. Thì nó không có những khóa học mà lên tới mười mấy triệu chị mấy là bình thường, đúng rồi. Vâng. Nhưng mà cơ bản là có phải đâu, lúc nào cũng phải là vì học phí đâu. Đôi khi có những học viên họ rất là khó khăn ấy, thì mình cũng tạo điều kiện để cho học viên tham gia được. Với lại cái thứ hai nữa là cái nội dung học của em thì đúng là chuyên sâu, là phải chuyên sâu, nhưng nó cũng không phải là quá khó như là các cái lĩnh vực khác nữa. Nên là nói chung cái gì phù hợp thì mình làm, không có vấn đề gì cả. Thì miễn sao là em học tốt, sau này học tốt thì giới thiệu cho bên trung tâm chị là được. Vâng. Mà sao tự nhiên em nghe một cái video của bên chị một cái em lại cảm thấy là tin tưởng ngay à? Em thấy chị rất giảng rất dễ hiểu ý. Tức là... tức là nó do cách truyền đạt nữa để mình cảm nhận ý. Đúng rồi, thực ra là do cái cách truyền đạt. Chứ không phải là... đấy là em chia sẻ thật chứ không phải những chị. À đúng rồi, không, cái này thực ra khi đây giờ em đã học rồi mà, xác định là học rồi, đúng không? Vâng, rồi. Vâng. Ok, nói chung là thế này, trong quá trình giảng mà có gì mà mình cảm thấy là nó nhanh quá hay mình chưa hiểu, chị muốn là em phải hiểu, làm được, để tránh trường hợp sang năm sau không làm được lại quay sang hỏi. Đương nhiên khi đấy hỏi thì chị vẫn bảo cho em, nhưng mà mình cảm thấy là mình dạy như thế nào mà học viên của mình lại không hiểu. Cho nên là chị muốn là chỗ này chưa hiểu, nhắc lại cho chị, cho em một cái, sẵn sàng nhắc lại, nhưng mà phải hiểu. Ok, rồi, bây giờ em sẽ quay lại vấn đề học tiếp nào. Vâng ạ. Bây giờ là em đang nhập cái cước vận chuyển đúng không? Đúng rồi. Công ty Đại Minh ạ. Đây, rồi ok. Vâng. Em nội dung diễn giải này em ghi cho chị là cước vận chuyển đi. À thế ạ. Vâng. Phải sửa lại nội dung. Có cần ghi cước vận chuyển thế thôi đúng không chị? Thế thôi. Hoặc là cước vận chuyển theo số hóa đơn. Chị hay làm là như thế đấy. Vâng ạ. Chị Lam ơi, thế... vận chuyển này á, trên hóa đơn này thì chị không nhìn thấy họ mở ngoặc ra là họ ghi bảng kê. Thế nhưng mà có trường hợp là họ không ghi, nhưng có trường hợp họ ghi bảng kê. Thì ví dụ như năm 2019 này liên quan đến cước vận chuyển này, thì cái chị xuất hóa đơn đầu vào cho em ấy, chị bảo là em xem là, tất nhiên là mình là hợp đồng là có rồi, nhưng em xem là cái bảng kê theo cái của bên em thì để em gửi cho chị để chị kẹp cùng với hóa đơn. Thế rồi. Thế em cũng chẳng biết lên cái bảng kê vận chuyển nó như thế nào. Đấy. À, tức là thế này, chị giải thích thế này. Vâng. Thứ nhất là hiện tại là mình chưa dùng hóa đơn điện tử, thì mình vẫn có thể làm được những cái bảng kê kiểu, tức là chưa quán triệt hết, tất cả công ty nào cũng làm hóa đơn điện tử ấy. Thì người ta đang mở xem một cái vấn đề là, ví dụ như bên bảng kê của người ta thì có thể là khác bên bảng kê của bên em. Bảng kê đầu vào của bên em thì em sẽ tự cân đối. Chị ví dụ như em có những cái chuyến, những cái hợp đồng săn lấp, ví dụ như em đang ở Hà Nội mà em săn lấp ở Quảng Ninh chẳng hạn, thì đương nhiên em sẽ có những cước vận chuyển đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Em hình dung ra chưa? Hay là trong cái năm đó, hay trong cái quý đấy, tháng đấy, em xem là em sẽ có những cái hợp đồng đi từ đâu đến đâu, thì em sẽ làm những cái cước vận chuyển tương ứng ấy, để sao cho phù hợp đối với cái đầu vào của mình, để mục đích là mình bổ đầu ra. Rồi, là còn một vấn đề cần quan tâm nữa. Đó là em xem cái hóa đơn đầu ra của em ấy, ví dụ như lúc nãy chị nói là những cái gì đầu ra mà phát sinh một cái cước vận chuyển mà không có một cái gì cả. Đấy, mà trong cái nội dung của hóa đơn đấy cũng sẽ có một cái lịch trình là một cái hợp đồng ấy, em làm cho công ty ấy ở đâu thì đương nhiên sẽ cước vận chuyển sẽ phát sinh. Thì nó phải có mối tương thích với nhau để sao cho mình lấy đầu vào cho hợp lý. Cho nó hợp thức hóa, và sau này em giải trình với cô con thấy là cái này em chỉ là trung gian thôi, em thuê một bên khác vận chuyển cho em, và em lại cho khách hàng ấy, xuất hóa đơn cho khách hàng ấy, em chỉ bỏ ra một ít, gọi là bên em cũng sẽ bỏ chi phí ra ấy, đó là những cái chi phí như là dầu, đúng rồi, một có thể là cho thêm một tí dầu, nhưng mà thường là những cái hợp đồng mà kiểu san sát giá vốn như thế ấy,
là gần như là không có gì nữa, mình chỉ là người đứng mình giữa chỉ là thôi. Người thuê thôi, đúng rồi, người thuê hộ thôi, và mình làm không hết việc thì mình đẩy đi, đúng rồi. Thì đương nhiên là mình vẫn tính vào chi phí bình thường, và những cái đấy là đây, đây chị cùng mục đích của chị cái vấn đề chị đang nói này. Ví dụ như ở đây một nhỏ này, một mã dịch vụ này, click vào dấu hiệu màu xanh. Bởi vì bản thân chị đang dạy về săn lấp nhưng mà chị hay dạy vận tải, các cái công ty vận tải chị hiểu nhiều. Ví dụ như đây là chị sẽ ghi là chi phí mua hàng, đầu vào của chị bao giờ chị cũng cái đánh dấu như vậy đấy. Ví dụ như VC, thấy chưa? VC là chi phí vận chuyển. Tại sao lại phải làm là chi phí mua hàng mà bên kia là doanh thu bán hàng VC mà cùng để một cái tên, đúng, để phân biệt chính xác. Vâng. Lúc này mình cũng không liên quan đến doanh thu nhưng mình sẽ liên quan đến chi phí. Đây là em đang làm thông tư 200 phải là 6278 nhá. Ok ạ. Ồ, thuế suất là 10%. Rồi. Chị ơi, em cắt ngang lời chị tí. Là 6277 và 6278 đều được đúng không? Chính xác, đều được nhá. Vâng. Và okay. Bên hạch toán cho chị cái giá trị thôi. Giá trị này, giá trị tổng con nước bảng kê em đã có chi tiết rồi. Hoặc nếu trong bảng kê đầu vào của em nó có này, địa điểm là từ Hà Nội đi Quảng Ninh, từ Hà Nội đi Thái Bình, thì em muốn bổ ấy thì em có thể tạo ra đây là cho chị là hai dòng. Nghe chưa? Từ bổ theo bảng kê và sau đó sang thống kê này, quan trọng là ở chỗ sang thống kê này. Chọn cho chị cái công trình tương ứng. Chị ví dụ như ở đây. Do đó nhá, chị mới nói em là cái gì VC thì hãy tạo VC để chị lọc cho nhanh. Em hiểu không? Đây này, dịch vụ vận chuyển này, nhưng mà chị không thể lọc được bởi vì là bây giờ chị nói thế này này. Ở đây em sẽ có hai hướng xử lý công việc. Một hướng đấy là sẽ làm bảng kê. Nếu đây chị đang hướng cái định hướng công việc tương lai cho em. Vâng. 59 chẳng hạn. Một là em sẽ làm như chị đang làm, chọn thẳng luôn là nó sẽ phục vụ cho cái gì. Được chưa? Vâng. Thế nhưng mà bây giờ có một vấn đề xảy ra đây này, em chọn cách nào nhá thì chị sẽ tư vấn theo cách đấy này. Một là em sẽ để chung chung luôn, vẫn là 6278. Nhưng không chọn một công trình nào hết, bổ cho cả san lấp, bổ luôn cho cả những phần vận chuyển đi. Em hiểu không? Vâng. Như thế đi. Còn nếu em tách ra, nếu em tách ra hai mảng thì chị phải tách hết cả giá vốn luôn, giá vốn 6323 kia ấy, thì chị lại phải tách nhỏ ra, 6321 là cho săn lấp, 63232 cho vận chuyển ấy, và tương ứng như thế sẽ là 51131, 51132 ấy, em hiểu chưa? Và đồng thời như vậy thì đầu 6 của chị cũng phải bổ hết là 6211 cho. Đây này, ý của chị là lúc này trước vận chuyển chị sẽ phải tách là 62781 và 62782. Em hình dung ra không? Đấy, cho nên là theo hệ thống tài khoản đầu vào mình cũng phải tách hết. Thì khi đó quá trình tính giá thành về sau ấy của dịch vụ ấy, chị phải bóc ra làm hai phân hệ giá thành, vẫn là dịch vụ đấy, nhưng chị sẽ tạo ra hai kỳ khác nhau để bổ chi phí liên quan đến cái dịch vụ đó về một phía. Em hình dung ra nhỉ? Nói thế em hình dung ra nhỉ? Nó sẽ phức tạp hơn. Nhưng nó sẽ phức tạp và làm lâu hơn. Theo chị thì em không làm như thế. Mà nếu em muốn đi học thì sau này chị sẽ chỉ cho em. Nhưng bây giờ làm cái này, em chỉ cần cho chị là đây là gì nhỉ? Đừng có chọn công trình nữa, thấy chưa? Okay. Tất cả ở đây đều chọn chung 6278 đi và bổ theo doanh thu, sau này mình giải trình chung chung thôi, thấy chưa? Sau này mình phân bổ chung tất cái chi phí vận chuyển đấy. Đúng rồi. Nhá. Ok. Có những thực ra thì có em nghĩ như thế này này, em nghĩ là cái việc mà tôi có máy ấy, tôi đúng cái đầu vào tôi đương nhiên là kể cả tôi không xuất ra nhưng đương nhiên là tôi có cái em, tôi phải muốn máy đi công trình thì tôi phải thuê máy vận chuyển, xe vận chuyển là đương nhiên rồi, thì đúng thì rồi. Đấy là cái chi phí hợp lý của tôi rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nó là chi phí nhưng mà nó có kèm bảng kê thì lúc đấy mình vẫn phải có một cái bảng kê đi cùng đúng không chị nhỉ? Ừ, có phải một cái bảng kê đi cùng để gọi là có các cái bảng kê chi tiết đi kèm để cho cái hợp thức hóa cái chứng từ của mình thôi. Vâng, thức hóa chứng từ. Và cái thứ hai để mình bổ chi phí theo cái hướng là cái năm 17 này thì coi như là những cái chi phí này là phục vụ toàn bộ luôn, nghe chưa? Ok. Cái kia năm 18, năm 19 em giải trình rõ hơn ấy, thì để sau này em đỡ vất vả trong quá trình giải thích rồi sau thì em sẽ bóc thực ra nhá. Chị Lam ạ, thực ra nhiều khi là tức là em hiểu, nó gọi là hiểu thôi đấy, nhưng để diễn đạt thì trước mình không khó, rất là khó, nhưng mà thế nên chính vì vậy mà nhiều khi mà hóa đơn giàu nhiều hay là mình chỉ cảm giác thôi đấy, chứ mình không có căn cứ thực tế. Thế nên ra em thì không thể bảo với sếp là sếp dừng hoặc là mình lấy lượng bao nhiêu đấy, em không tư vấn được thì ta. Bây giờ em sẽ tính giá thành xong một cái và em sẽ chạy. Năm 19 em cũng chạy theo như thế,
thì sau này em sẽ có một kế hoạch. Chị ví dụ như em sẽ chạy được rồi, ví dụ như tháng này 300 doanh thu nhá, 300 doanh thu em bổ tiền dầu vào với cái định mức như thế này đúng không, thì em thấy là nó thừa, thế sang tháng sau nó sẽ có một cái tệ lại là 600 thì đương nhiên nó sẽ có doanh thu gấp đôi, thì tiền dầu em cũng phải lấy gấp đôi đúng không. À với cái thứ hai nữa nhá, cái chạy xe săn, cái phần săn lấp bên em ấy nó phải có định mức cả dầu nữa đấy. Cái định mức này em biết không? Định mức thì như cái thông tư mà em biết đấy, theo ca và theo giờ đấy. Nhưng mà em hỏi tham khảo cả các anh này, ví dụ như cái máy ủi nó chỉ tiêu hao, có người thì bảo máy ủi D31 đấy nó tiêu hao đến 10 lít, nhưng mà trên cái bảng mà định mức quy định nhà nước ấy thì chia ra thì nó chỉ tầm 5 phẩy mấy lít thôi. À bây giờ thế này, trước hết là em sẽ lấy tất cả các cái định mức thực tế nhá, ở cái ca máy của em đi, gửi cho chị xem, chị sẽ có cái để đối chiếu và từ đó mình sẽ ví dụ như trên thực tế nó nhiều hơn, mình sẽ có cách giải trình đối với cơ quan thuế em ạ. Chị ví dụ như máy của em nó cũ rồi đúng không, hay là cái địa bàn em san lấp nó quá hồ về đó, mình sẽ chụp những cái hình ảnh những cái địa bàn đó ấy, kẹp vào chứng từ để làm chứng từ đấy. Khi cơ quan thuế là họ có thể họ yêu cầu những cái gì đó là mang tính chất thực tế nhất. Và theo kinh nghiệm chị đi làm quyết toán rất nhiều thì thuế yêu cầu chị như thế thì chị trải qua thì chị sẽ tư vấn lại. Rồi bây giờ đây thế đấy, đấy thì em sẽ nhập cái đầu vào nhá. Rồi em nhập cái đầu vào này, thế còn dầu DO của em nhá, bây giờ nhá. Cái này thế em cứ bỏ cái bút toán này đi xong rồi em sẽ ok, cái này em sẽ tự xem lại nhá, tự sửa. Em chưa tìm được ngày. Rồi, thế tạm dừng ở đây đi cái đã. Em làm hết cho chị vừa công cụ này, dịch vụ này. Thế còn sau đó em sẽ đưa chị một cái định mức của thực tế ở bên đấy ấy. Và chị sẽ xem rồi chị sẽ định hướng cái tiền dầu. Dầu bên đấy là em cũng là dầu DO đúng không? Dầu chuyển dầu diesel với dầu chuyển dầu động cơ ạ. Dầu động cơ đúng rồi, chính xác. Ok, thứ nhất là em sẽ làm một cái bản định mức về dầu động cơ này, các loại dầu bên đấy này và dầu diesel đổ vào từng máy gửi cho chị. Và từ đó chị sẽ có một cái định hướng cho em. Theo cái của chị nhá. Em hỏi cái nốt chị với là ví dụ như những cái ví dụ như những cái cước như này này thì mình chỉ cứ nhập vào cái phân hệ là mua hàng dịch vụ hay là vào phản thẳng luôn cái quỹ trong chi tiền luôn ạ? Em thì tất cả những cước đấy đều mua hết vào dịch vụ bởi vì nó liên quan đến hóa đơn em ạ. Liên quan hóa đơn thì em đừng chị không ưu tiên phân hệ mua quỹ đâu, quỹ chỉ trừ trường hợp là nó không phải là hóa đơn, nó chỉ là một cái chứng từ. Chứng từ nhưng mà chứng từ hợp lý thì mình vẫn vào phân hệ quỹ. Mà chị muốn vào mua dịch vụ để nhằm mục đích là nó tất cả nó thể hiện số hóa đơn lên đây này, nó vào kê khai thuế cho nó dễ, cho nó chính xác. Một cái cách nữa là cái thứ hai là em có thể bấm cái chữ trống này. Nếu mà nó em chưa đánh số hóa đơn ấy thì nó cũng chẳng bao giờ nó lên tờ khai đâu, phần đó trong là chỉ hướng dẫn tiếp nhá. Rồi ok. Ok chị. Thế nhá. Thôi em nhập thế trước. Chị nghĩ nhá. Ok. Bye em. Em cảm ơn chị.